Chào anh em, trở lại với kênh Hiếu Bio của Thái. Tiếp tục khui thùng cặp chim mang mã số 220 220. Và thời gian qua đã cảm ơn anh em lên cặp nào anh em bảo tồn cặp đó. Mình rất cảm ơn anh em ha. Thì cặp này mang mã số 220, cặp Thái Băng với giá 1,1 triệu. 1,1 triệu cho cặp này, 3 tháng tuổi. Thì đây là cặp riêng, một bố một mẹ nó sinh sản ra nha anh em. Rồi mình khui thùng cho anh em xem đây ha. Khá ok, đẹp, lông lá mướt. Mới trên trại chuyển xuống cho mình luôn. Hôm nay hàng về rất nhiều. Những dòng Thái Băng, anh em thích dòng Thái Băng thì alo mình liền ha. Cặp này 1,1 triệu, mang mã số 220. Anh em bắt được rất cẩn thận nha, kỹ lưỡng ha. À, nắm con chim là giống như mình nè, nắm là đừng bao giờ buông nó ra liền ha, mình nắm từ từ coi cho con chim nó không có nhảy dãy dụa. Chứ anh em nắm mà không biết nắm là nó dãy dụa là nó rụng lông hết ha. Rồi ok, lông lá đẹp mướt bóng bẩy cho anh em xem ha, khá đẹp. Chân giò, thứ nhất là mắt mũi ok, lưỡng nhãn, con này lưỡng nhãn nha, một con mắt đen và một con mắt vàng. Thì dòng lưỡng nhãn này là gái giọng to rõ hay nhiều giọng đó. Rồi lông đuôi nè đẹp mướt mát sạch sẽ, khá ok. Và mặt mơ, mặt bông luôn nha anh em, cánh dáng bông. Đây cặp 220 với giá 1,1 triệu ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Anh em nào ưng ý alo em liền. Cánh nè anh em thấy chưa, bông lưng bông đít khá ok, lông lá mắt mũi là đẹp mướt sạch sẽ. 1,1 triệu cho cặp 220 ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Anh em nào nhìn chưa rõ thì kết nối Zalo số 0976 5678 34, Hiếu quận 12 ship toàn quốc. Nhà mình thì có một cái tiệm chim cảnh tên Hiếu Bio đó cho anh em xem ha. Ngoài dòng chim này thì mình bán rất là nhiều loại chim khác nữa đó. Rồi một con bỏ vào chuồng. Con đầu tiên mình bỏ vào chuồng cho anh em xem ha, mới từ trên trại đưa xuống luôn cho anh em. Rồi khui con tiếp theo, con thứ hai đó, trong thùng con thứ hai đây, con thứ hai lòng lá bóng bẩy mướt mát sạch sẽ. 1,1 triệu cho cặp 220. Con này có khả năng mái nè anh em, con này nhỏ hơn con đó. Những dòng chim ta này mình không có bảo hành trống mái nha anh em, thì mình trên trại báo là đúng một cặp riêng, thì xác suất của nó là 90%, một trống một mái, còn 10% còn lại có khi là hai trống hai mái, đồng tử, nó đồng tử là nó gây nó xảy ra trường hợp hai trống hoặc hai mái đó. Rồi đồng phôi là nó xảy ra trường hợp đó cũng có. Đây, mình không có trách nhiệm bảo hành, những chim con là không bảo hành, mình chỉ bảo hành dòng chim sinh sản mà thôi. Khá đẹp anh em thấy chưa, lông lá đẹp mướt mát sạch sẽ, đuôi xòe đầy đủ hết nha anh em. Thì cặp này đang có giá là 1,1 triệu mang mã số 220. 1,1 triệu cho anh em nào thích bao tàu nhấc máy alo em liền 0976 5678 34. Bông nhiều ha, con này bông nè, bông nhiều hơn con nãy. Thì đang trú cường được 3 tháng tuổi rồi, ăn uống hoàn toàn khỏe mạnh, lúa ngũ cốc và cỏ Thái. Bên em cũng bán tất cả các loại thức ăn luôn nha anh em, dòng cỏ Thái, dòng lúa ship toàn quốc khi nổ tài khoản luôn ha. Còn thức ăn thì mình nhận hàng mình mới trả tiền, còn chim thì mình phải gửi tiền trước. Đối với anh em đi tỉnh rồi anh em ở thành phố Hồ Chí Minh nhận chim trả tiền. Quay cận cảnh cặp 220, cặp quay 220 cho anh em xem nè. Một con đứng bên đây nè ha, quay trước còn đây, lông lá đuôi là dài đẹp mướt mát bóng bẩy cho anh em xem nè, không tặc lỗi nha nè. Tiếp theo con đây nữa nè, khá ok.
Cá đẹp ha. Hai con đang trụ cườm nè, 3 tháng tuổi này nó đang trụ cườm ra rồi. Đó. Cho anh em thấy ha. Quay rất cận cảnh, rất rõ để cho nó xoay mặt ra đây đi. Rồi, khá đẹp. Bóng bẫy. Mướt mát sạch sẽ. Đó, cho anh em 1,1 triệu cho cặp này thôi nha anh em. Giá rất rẻ. Cho cặp chim 3 tháng tuổi. Đúng một trống một mái. Khoảng xác suất 90%. Không cam kết, không bảo hành. Đó. Rất đẹp. Khá ok đấy. Rồi quay cận cảnh cho anh em xem nè. Đó, một con. Con thứ hai nè. Mình đưa máy quay vô coi coi cặp này thì nó hơi sợ máy quay một tí nha anh em. Hơi bay một chút nhưng mà từ từ nó tỉnh lại. Mới đưa ra thùng đó. Có cặp nó chưa có quen với cái máy quay. Đó, khá ok. Rất dạng. Tương đối dạng đó, giờ nó quen rồi nó dạng rồi đấy. Rồi. Khá ok đó anh em. Cặp 220 với giá là 1,1 chai ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip của mình ha. Đó, quay clip rất ok cho anh em để anh em có cách nhìn nhận. Đúng chim, cầm cái gỡ đúng chim. Bảo hành mọi tật lỗi. Rồi chào tạm biệt anh em.